Có cái bọn nào đi lên với lotion Nami chạy level 2 ổn không anh? Cái Lilut, Hengikama, Yirilulu, Apelulu. Mấy kiểu tạo mấy kiểu kỹ năng không ạ? Mùa này cố gắng trụ hạng nha anh, trụ hạng nha anh. Nói điên nó khùng cũng nói được. Cái gì mà chết tôi nè nó vậy? Tôi thì không chứ nít. Em có tôi không? Mở tôi lên đi. Hướng dẫn kèo Zenith với lại Yagi làm sao để win lane. Win Yagi, win Zenith, win Zenith, win Yagi. Vậy là win lane vô. Ok cho anh em tôi lại xem nha. Tôi lại xem làm sao để win lane á. Hướng dẫn một lần thôi nha anh em. Tôi cầm gì nếu tôi cũng bắn dây ghi nó vậy á. Giống Shogun nữa. Đừng so sánh tôi với em trai tôi chứ. Em trai tôi biết nó cũng buồn nữa. Đừng so sánh nhau chứ. Hãy tận hưởng đừng so sánh. Đừng so sánh nữa. Không ai muốn bị so sánh đâu. Trước lúc mùa giải bắt đầu á, cái Shogun nó có đi lúc sinh nhật tôi, Shogun nó đi ăn cái nó có hẹn tôi chung kết hai anh em mình gặp nhau đánh BO5 nha. Tôi với nó còn chưa thực hiện được cái lời hứa đó nữa. Mùa hè chắc em nó trở lại đó. Tôi đang đợi. Ông đẩy nhanh vậy, trẻ vậy. Thường mấy ông chơi game mấy ông sẽ bị con Lulu nó chạy hết máu đúng không? Nhưng mà mình xem tôi chơi anh em học cái anh em mốt anh em gặp Lulu anh em không bị chạy hết máu nữa. Mấy Lulu chơi mình là mình phải quýnh nó vậy á. Chứ mình lui là mình lỗ nha. Mình không có được lui nha. Kiểu tôi chơi game á, nó giết tôi mạng là tôi phải giết 2-3 mạng á. Giờ nó giết tôi mạng thì nó phải 1-4 tôi mới vui. Nó ăn 1-2 mà nó giết tôi mạng thì nó phải 1-4. Nó 1-4 thì tôi mới cho nó ăn mạng tiếp. Mình đi lên nào thì cái mana cũng quan trọng đó, không phải riêng mid đâu. AD cũng quan trọng, sub cũng quan trọng, mà gần cũng quan trọng nữa. Phải biết dùng mana. Trời ơi, học một phá cái gì hả anh em. Cái sạc mana đó tôi biết từ chắc từ thời Napoleon mà quần đùi quá. Ai chơi, hồi xưa ai mà chơi mấy cái World Cup Dota thì biết mà. Hồi xưa cái này chơi mana đó. Nó còn đỡ đó. Hồi xưa chơi xưa chơi World Cup kìa, mana mới quan trọng, còn mới quan trọng hơn Liên Minh nữa. Xưa chơi World Cup mana nó quan trọng lắm. Liên Minh này đỡ rồi. Xưa chơi Dota mà Dota World Cup á, mà mấy con tướng BA, mấy con Phantom Assassin, mấy con tướng phòng gừng, con voi này nọ á, chơi mà không biết không giữ mana là kiểu phải biến về liên tục á, phải đi bộ về liên tục á. Dota đâu có biến về đâu. Dota chỉ có chết rồi xong hay là gọi con bé nó đưa đồ lên thôi. Không bao nhiêu Liên Minh hết mana cái biến về là được. Cho nên đừng có kêu tôi học người này người kia nhá. Nhá. Mấy cái đó cơ bản lắm. Giờ không có gờ nha anh em. À, không có gờ nhìn tôi phản điên luôn á trời. Có gò phèn điên. Tại sao mình phải quýnh con gồng này vậy? Mình không chơi lên mình ăn cái trụ top. Mình biến về mình tại sao mình phải quýnh gồng? Ủa có mắt luôn ác vậy. À,
con này không có gờ phế mà phế điên. Ôi dạ. Con này làm chùm. Hay lát đâu? Từ gió à, từ bớt nó trời rồi một cái tường gió buồn luôn hay à, sao một cái tường gió buồn quá vậy, tôi bớt nó cho rồi. Đúng là mình nên tin bản thân mình hơn, mình tin bản thân của mình là mình khỏi lao lên, mình tin tưởng nó quăng tường gió cho mình, tại vì mình phải đứng cao dụ lên để cho con Genix nó quay lại nó bắn á. Tường gió cái tôi lui lại luôn là nó bị hớ lại nhịp, chứ mình lui luôn là Genix nó chạy. Tình làm đỏ mình đổi tay chậm quá. Ngon. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp đụng. Thì mình ăn được rồi, mình để chủ. Đau chưa? Đau chưa? Ôi giời. Dạ xài gỡ phí rồi à, hồi cũng nhanh không sao, xài hơi phí. Gip là mạng sống, chúng ta không được phạm hụt. Đến nó đê gip là mạng sống, gip là tất cả. Slayer đạo này cô chi hai rank hàn nữa à? Cảm ơn mong một ngày bình an nha. Không có nick không ơi, bị khóa nick rồi. Phi xếp mình thu nick hết rồi. Mình tập trung mình leo gan nha. Nghiêm túc nha, đánh nghiêm túc nha, không giỡn nha.
Anh em subscribe kênh cho đâu chưa? Like kênh cho đâu chưa?